Hello, everyone, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi hái trái cây vườn mình nhé, là những quả chanh này. Quả chanh cũng rất là to. Quả nào vàng mới hái các bạn nha, mấy quả đó hơi xanh ba, cứng cuống nó hơi còn cứng là đừng hái. Hôm nay là nhà mình cuối tuần nên thu hoạch trái cây nha các bạn nha. Ở dưới rụng nhiều bây giờ sau chân nữa nha. Đừng hái quả xanh ba, để trong tủ lạnh xài không được lâu đâu. Đây này, vàng ươm mà các bạn thấy không? Rất là thơm. Rụng này các bạn này. Đó, bắt được quả rụng thôi. Rụng nó còn ngon. Ôi, được rồi. À, dưới gốc kia còn quả rụng dưới đất kìa. Ồ, được rồi, còn quả dưới đất là ba lượm đi. Thôi, mấy quả này xong đừng hái. Nhiều các bạn bây giờ mình được đi ra mình chặt chuối với lại mít này nha các bạn nha. Đâu? Nhiều, nhìn thấy bạn nó nhiều lắm á. Ồ, đây này các bạn ơi, cây trong này quả to chưa? Trái. Này, nhưng mà mình chưa có thu hoạch bên cây bên này nha các bạn nha. Chùm này. Đó, nhiều. Hôm nay là ngày cuối tuần thu hoạch trái cây nha các bạn nha. Rồi, giờ thì hai vợ chồng mình sẽ đi ra kia để xem chuối chín nha các bạn nha. Rồi, hello everyone, xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, hai vợ chồng mình hôm nay đi chặt chuối các bạn này. Đấy, đây là cái vườn chuối nhà mình. Giờ mình sẽ đi chặt chuối, mấy chồng mình thì sẽ đi cùng mình nha. Hôm nay mình đã bị ốm. Đấy, chồng mình đây, đang phát cỏ lung tung để đi vô cái bùng chuối. Mình cho các bạn xem cái bùng chuối nha. Đó, ba ơi, ba nhớ chặt cái cuống dài ra để vét cho nó dễ nhá. Ba đừng có chặt sát cái cuống. Ba cầm cái cuống chặt dài cái cuống về bên trên ra. Rồi, đó, bụi chuối này chín cây rất là ngon các bạn ơi. Vàng ươm luôn. Ba làm nhẹ nhàng về thắp nhang nha. Đâu, cho mọi người xem cái bùng chuối chín này đi. Đó, đâu, wow, đã không các bạn ơi? Rồi, ăn được luôn. Trời ơi, ngon quá. Đó, nhẹ nhẹ thôi ba. Nó nứt luôn. Đây là chuối nhà mình nên nó chín rất là ngon các bạn này. Nhà mình rất là thích ăn chuối. Bum và rết ở đây thì tha hồ mà ăn ha. Đó. Các bạn thấy không, nhà mình phải đi bằng xe này, tại vì đất này nhà mình rất là rộng. Đó. Bố đang chặt cây. Rồi, để quay xe phải trở về được các bạn nha. Nếu mà chúng tôi đi bộ sẽ phải đi bộ lên cái con dốc này này các bạn này. Đây này các bạn nhìn này. Đó, đi bộ lên cái con dốc này rất là xa, dài. Nó phải dùng xe mô tô nha các bạn nha. Đây, bố bỏ lên cái bao này cho nó đỡ dập. Về thắp nhang cho ông bà ngoại nữa, bà ngoại ông bữa xin á. Được không hay là để? Được không? Ok. Vô quần không? Này các bạn này, mũ chuối nó là vô tay vô quần áo là. Rồi, đi thôi. Đi lên. Rồi, let's go. Đi các bạn nha, đi về nhà. Bus home. Go to bus home. Mình sẽ xuống hai ổi. Hôm nay là một ngày thu hoạch trái cây đó. Đất nhà mình rất là rộng mà các bạn này. Mình phải đi bằng xe mô tô các bạn nha. Đây. Hello. No. Đây, về nhà đây. Oh, wow. Về nhà rồi. Chuối đây các bạn ơi. Đây là mít nhà mình đấy các bạn. Quả mít này thì chín, nó chín quá này, nên là nó bị tét ra này. Đây này, kiến ăn nhá. Đây là bố bộ quả mít cho cả nhà ăn. Rất là ngon này. Chờ xíu bay.
bổ mít nữa bạn. Ồ, chín vàng ngon lắm các bạn nha. Đó. Bỏ nó bớt được một nửa. Chắc là ngọt lắm á. Ồ, ăn kìa. Bố hôm nay là thu hoạch trái cây nên bộ nhiều nhiều trái cây lắm các bạn nha. Cái quả này là mình hái được 2 ngày rồi các bạn nha. Đó. Ngọt trong bao nhỉ? À, bà đưa cho mẹ thử múi cái ngọt trong nào. Cái quả này là nó bị bệnh sơ đen này các bạn nha. Nó bị bệnh sơ đen nhưng mà nhìn vậy thôi nhưng mà chắc là ngọt lắm ạ. Cắt sâu sâu vô tí. Được ăn được à? Dao bén không? Dao mình mới mài. Nha các bạn nào. Ba đừng có sợ nó vô, ba cái cắt ấy tí cũng được việc gì đâu mà. Trời ơi, vỏ mỏng lét à. Vỏ mỏng các bạn ơi. À, cái vỏ thì rất là mỏng. Đây. Đây. Đi xe đen. Mời bà xã mình ăn này các bạn ạ. Đây. Mình thử đây các bạn. Ngọt mời mọi người ăn mít nha. Mọi người ăn mít à? Mít rất là ngọt. Ngọt lắm các bạn ơi. Ngọt thắc luôn. Quả nó hay bị bạn đưa một tờ giấy ụp lại như vậy tí cho bà ngoại một nửa này thôi, không cần cắt bỏ ra đâu, nên mang ra nửa quả về luôn. Còn đây mình cắt về cho con trai mình ăn, con trai út đi học rồi nhưng mà rất là thích ăn mít bạn nha. Đây các bạn ơi, bố bổ xong được một rổ mít rồi các bạn này. Đó, bố bổ gần xong rổ mít rồi, ngon con ruồi. Mèo nhà mình nè các bạn ơi. Mèo nhà mình nè. Mèo 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 mèo. Rồi xong rồi các bạn ơi. Bố đậy lên cái này tí cho nó đỡ bụi. Đó. Rồi. Một miếng thôi được rồi. Ba lẻ đến kia tí mẹ cho bọc mì lông vộ. Ngon các bạn ơi. Có chuối nè, mít nè. Đó, chanh nè. Đây. Bố vừa cắt xong cái nải chuối này nè các bạn này. Đó, ngon không? Cái nải chuối này bây giờ bố mang đi biếu ông bà này các bạn nha. Con này là để cho con trai mình ăn, nãy chín là để con trai ăn. Cầm cái cuống ăn, đừng cầm vậy nó dập hết nè. Đó. Rất là ngon các bạn ơi. Video hôm nay kết thúc, bye bye. Xin chào tất cả mọi người nha, bye bye. See you again.